Người tâm tốt nhìn điều này là biết. Quý vị thân mến, làm người cốt ở cái tâm chứ không phải ở cái miệng. Làm việc hãy làm bằng cái tâm thay vì chỉ buông những lời nói suông. Người miệng lưỡi giỏi lộc đến nhất thời, người tâm tốt khéo ăn nói hay không vẫn đảm bảo một đời hiển vinh. Muốn biết một người tâm có tốt hay không, hãy lắng nghe ba điều sau đây và suy ngẫm quý vị nhé. 1. Lời nói hay êm ấm một lúc. Nhà thơ Tango từng nói rằng sự chân thành giả dối còn đáng sợ hơn ma quỷ. Những lời đường mật không chỉ lừa gạt mà còn làm tổn thương người nghe. Người tâm địa xấu xa thường dùng lời nịnh hót để đạt được mục đích của mình. Thời nhà Đường, Thái tử Lý Trị có một cận thần thân tín tên là Lý Nghĩa Phủ. Y rất giỏi nịnh bợ Thái tử. Khi Lý Trị đăng cơ, y trở thành tâm phúc của Hoàng đế. Sau này nhờ giúp Võ Tắc Thiên lên ngôi hoàng hậu mà y được phong làm tể tướng. Trước mặt, y ra vẻ đạo mạo trang nghiêm, luôn cung kính với mọi người. Sau lưng, y lại làm biết bao nhiêu chuyện tày trời như tham ô hối lộ, mưu hại đại thần. Cuối cùng, y bị các quan triều đình dâng tấu vạch tội. Gia quyến bị lưu đày và bản thân cũng có kết cục bi thảm. Lý Nghĩa Phủ vì dẻo miệng mà leo lên được chức tể tướng, nhưng lòng dạ quá xấu xa đã khiến hắn đánh mất tất cả. Lời nói hòa mỹ có thể giúp ta có lợi thế trong một thời gian ngắn, nhưng về lâu dài, những người nói hay mà làm không giỏi sẽ không có kết cục tốt đẹp. Người lương thiện dám nói lời ngay thẳng, còn kẻ dẻo miệng lại hay lắm mưu mô. Người ăn nói ngay thẳng thường tâm địa lương thiện, còn người có lòng dạ nham hiểm lại hay nói lời hay. Người biết ăn nói không hẳn đã là người tốt, còn người ăn nói vụng về chưa chắc đã là kẻ xấu. Người xấu thường biết dùng lời đường mật để đánh lừa người khác, nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, loại người này sớm muộn cũng phải nhận quả báo. Người muốn đắc nhân tâm thì phải có thiện tâm. Tục ngữ có câu, mồm miệng đỡ chân tay, bạn có tài ăn nói thì tự thân bạn sẽ có một vài lợi thế nhất định. Bạn có tấm lòng lương thiện thì bản thân bạn sẽ được hưởng một đời bình an. 2. Tâm địa tốt, an yên một đời. Shakespeare từng nói rằng, tôi luôn bị cảm động trước những con người thật thà chất phác. Một trái tim lương thiện không chỉ sưởi ấm người khác mà còn sưởi ấm chính mình. Lisa là nhân viên trong một nhà hàng tại New Jersey, Mỹ. Một ngày nọ vào lúc 5 rưỡi sáng, có hai người lính cứu hỏa bước vào quán gọi hai cốc cà phê. Họ có vẻ mệt mỏi và kiệt sức sau khi trở về từ một vụ cháy ở gần đó. Thấy vậy, Lisa đã trả tiền cà phê cho họ và để lại một mẩu giấy ngắn. Cảm ơn sự hy sinh của các anh, bữa sáng hôm nay tôi mời. Đọc xong, hai người lính rất xúc động. Họ liền chụp ảnh lại mẩu giấy nhắn và bữa ăn sáng rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Bài đăng ấy bất ngờ nhận được sự tán dương của nhiều người. Sau đó, họ tình cờ biết chuyện về gia đình của Lisa. Cha cô bệnh nằm liệt giường, khoản viện phí lớn luôn khiến cô phải xoay sở chật vật mỗi tháng. Bằng sự kêu gọi của những người lính cứu hỏa, mọi người đã quyên góp hơn 60.000 đô la Mỹ để chữa bệnh cho cha của Lisa. Lisa nói, khi cô mời họ, cô chỉ mong họ vui vẻ, chứ không nghĩ đến việc yêu cầu họ phải làm gì cho mình. Lòng tốt của Lisa đã được đền đáp xứng đáng. Nhà triết học Jean-Jacques Rousseau từng nói rằng, lợi ích của việc hành thiện chính là làm cho tâm hồn con người trở nên cao thượng. Từ đó, chúng ta sẽ có nhiều nghĩa cử cao đẹp hơn nữa. Lòng tốt quý như vàng, người lương thiện biết giúp đỡ người khác bằng cái tâm của mình. Và những khi họ gặp khó khăn, sẽ có rất nhiều người sẵn lòng giúp đỡ họ. 3. Làm người cốt ở cái tâm. Chúng ta cần người làm được, chứ không cần người nói mà không làm. Người muốn đường đi bớt chông gai, chỉ có cách giữ cho mình tấm lòng ngay thẳng và lương thiện. Công ty của Tuấn bị phá sản, anh đã bán sạch tất cả đồ quý giá trong nhà nhưng vẫn chưa đủ để trả nợ. Còn anh lại sắp phải đi học nên anh đành vay tiền khắp nơi. Những người bạn thân thiết trước kia đều từ chối cho anh vay, lòng anh vô cùng tuyệt vọng. Anh thử liên lạc với một người bạn cũ đã lâu không nói chuyện. Thú thật rằng anh cũng chẳng mong đợi gì nhiều ở những người bạn này, bởi anh và người đó không thân với nhau lắm. Không ngờ khi anh hỏi vay, người bạn kia lại bất ngờ đồng ý mà không kỳ kèo gì. Điều này khiến anh cảm động đến rơi nước mắt. Mấy năm sau, anh gây dựng lại được sự nghiệp,
những người trước kia từ chối anh nay lại đến nịnh hót. Thực tình tôi không hề biết anh khi ấy lại khốn đốn như vậy. Nếu tôi biết, tôi nhất định sẽ giúp. Chỉ có duy nhất người bạn ấy là vui mừng cho anh mà không hề nhắc lại chuyện cũ. Anh mới ngộ ra rằng người thực sự tốt với mình không thích nói ra miệng mà luôn để trong lòng. Hoàng tử Pháp Rochefoucauld từng nói rằng chân thành là dấu hiệu của một tâm hồn cởi mở. Chân thành thể hiện bằng hành động chứ không phải bằng lời nói. Chân tình không thể diễn tả bằng lời, nhưng nó sẽ biến thành hành động vào lúc bạn cần nhất. Có câu tin nhầm một người hủy hoại một người. Lời nịnh bợ càng nghe càng thấy sợ, lời thật tâm nghe càng nhiều lại càng thấy ấm lòng. Lời hay khiến ta vui tai trong chốc lát, lời thật tâm dù khó nghe nhưng vẫn luôn khiến ta mỉm cười mỗi khi nghĩ về. Làm người quý ở cái tâm, giữa người với người điều cần nhất chính là sự chân thành. Những lời nói như rót mật vào tai sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi đứng trước sự thật. Bạn chỉ thực sự yêu quý một người khi biết đặt mình vào hoàn cảnh của họ mà nghĩ cho họ. Quý vị thân mến, nhà triết học Hy Lạp cổ đại Democritus từng nói rằng ngôn từ là cái bóng của hành động, lời nói sẽ đại diện cho nhân cách của một con người. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Một câu nói vô tình có thể sẽ làm tổn thương một tâm hồn, nhưng chúng ta mãi mãi không biết sức sát thương của câu nói đó lớn đến chừng nào. Để giữ tâm sáng, vì vậy chúng ta phải luôn suy nghĩ kỹ càng trước khi nói bất cứ điều gì, đặc biệt là đừng nói những lời sắc tựa như sao sau đây. 1. Lời nói châm biếm, chế giễu người khác. Người Trung Quốc có câu, vết dao đâm dễ lành, lời nói ác khó tiêu tan. Vết thương do tác động của ngoại vật có thể lành dần theo thời gian, nhưng vết thương do lời nói ác gây ra sẽ khắc sâu trong suốt cuộc đời. Khổng Tử nói, phàm là điều mình không thích, cớ sao phải ép người khác làm. Lời nói mình thấy khó nghe thì người ta cũng vậy. Họa sĩ người Áo Egon Schiele từng nói rằng, không tôn trọng người khác chính là không tôn trọng chính mình đầu tiên. Lời châm biếm khiến người ta ôm hận trong lòng, một câu tôn trọng mới lấy được thiện cảm của người đời. Không nói lời chế giễu châm biếm không chỉ là sự tôn trọng người khác mà còn là biểu hiện của một thái độ sống tốt. Bất kể ở nơi đâu hay vào lúc nào, khi nói chuyện với người khác, sự tôn trọng và chắc chắn không chỉ khiến đối phương ấm lòng mà còn làm cho chúng ta xích lại gần nhau hơn. 2. Nói lời độc miệng với người thân cận. Cuộc sống vốn không thiếu những lúc làm ta phải tức giận, nhưng khi tức giận lên thì thật khó để chúng ta có thể khống chế nổi cảm xúc của bản thân. Từ đó hay nói ra những lời không nên nói. Người nói vốn chỉ là không suy nghĩ kỹ càng nên buộc miệng nói ra mà không quan tâm đến cảm nhận của người nghe. Đến khi biết mình đã làm tổn thương người ta thì vết thương đó có lẽ đã hẳn sâu trong trái tim của đối phương rồi. Có người con trai bị liệt hai chân, tâm lý anh ta không ổn định, thường hay nổi nóng và nói lời khó nghe với chính mẹ của mình. Có lần, người mẹ muốn đưa con trai đi ngắm hoa, bà ấy đã phải dùng thái độ van nài thì cậu con trai mới chịu đi. Người mẹ vui mừng khôn xiết, liền đứng dậy để đi chuẩn bị đồ. Người con nghe thấy thế, liền chê mẹ vẽ chuyện, đi có mấy bước chân mà cũng phải chuẩn bị. Mẹ anh đang nhìn sắc mặt của con trai mà nhẹ nhàng cười cho qua chuyện. Lúc ấy, cậu con trai kia vốn không biết và không hiểu được nỗi khổ tâm của người mẹ. Người mẹ cũng vì thế mà tổn thương nhưng lại không oán trách. Vì nghĩ do con đang mang bệnh nên vậy. Cho đến khi người mẹ qua đời, cậu ta mới cảm thấy hối hận vì những lời mình đã nói với mẹ trước đây. Chúng ta luôn có thói quen trút lên đầu những người yêu thương mình nhất những lời nói khó nghe nhất. Bởi vì đã quá hiểu nhau nên chúng ta cứ nhằm vào điểm yếu của nhau mà tấn công. Và rồi nó không khác gì một sự đả kích mà chúng ta dành cho đối phương. Tuân Tử nói, lời nói thiện ấm tựa như tấm áo bông, lời nói ác đau tựa như vết dao đâm. Lời nói gió bay nhưng vết cắt nó để lại trong tim mỗi người là không thể nguôi ngoai. Cho dù có tức giận đến đâu cũng đừng bao giờ nói lời làm tổn thương người thân. Nó không chỉ làm tổn thương họ mà còn phá hoại mối quan hệ giữa hai bên. 3. Tâm sự với những người không hiểu bạn. Khi bản thân phải chịu ấm ức, có người hỏi bạn, làm sao thế? Lúc bạn sắp buột miệng nói ra những điều ấy,
thì bạn chợt dừng lại và nghĩ có lẽ vẫn nên giữ trong lòng thì tốt hơn. Cuối cùng, bạn đành giả vờ gãi đầu, làm bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Không phải là không muốn nói ra, mà chỉ là không tìm được người hiểu mình để nói. Con người ta luôn có những phiền não, mà luôn cần phải được chút bầu tâm sự. Tâm sự với người không hiểu, cái ta nhận được chính là trách móc. Tâm sự với người hiểu ta, thứ ta nhận được chính là đồng cảm và động viên. Người hiểu bạn sẽ nhìn thấu những thay đổi trong tâm tư bạn, mang đến cho bạn sự ấm áp để xoa dịu đi những vết thương. Cho dù bạn đã tuyệt vọng đến đâu, cũng đừng đi tìm người không hiểu mình để mà tâm sự. Bởi vì họ sẽ không bao giờ mất công đi hiểu bạn, mà sẽ đứng trên góc độ của bản thân để phán xét vấn đề. Ngôn từ chính là phương pháp hóa giải phiền não hiệu quả nhất cho con người. Sức mạnh của ngôn từ vốn không thể coi thường. Đôi khi những câu nói buột miệng của chúng ta lại có thể đẩy đối phương đến bên bờ vực thẳm. Bạn có thể kéo người ta lại, nhưng cũng có thể đẩy người ta ra xa. Lời buồn nên nói với đúng người thì bản thân mới không bị tổn thương. Và hãy nhớ rằng luôn có những câu nói mà cả đời này không nên nói ra dù chỉ một lần.